Thế mạnh của người cao tuổi là họ có kinh nghiệm, có các mối quan hệ rất sâu rộng, được bồi đắp từ nhiều năm mà thế hệ trẻ chưa thể có được. Vì vậy, việc vận dụng, phát huy những kinh nghiệm của người cao tuổi trong sự phát triển của đất nước là rất quan trọng. Trong thời gian qua và kể cả hiện nay, chúng ta đã làm, nhưng có thể thấy rằng vấn đề này chưa phát huy được hết tiềm năng mà người cao tuổi đang có. Vậy làm thế nào để phát huy được những thế mạnh, huy động được sự đóng góp của người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số? Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về nội dung này. Kính thưa nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta luôn có sự đóng góp của tất cả các tầng lớp nhân dân, trong đó đặc biệt là sự đóng góp của người cao tuổi. Ông có thể chứng minh rõ hơn về vấn đề này. Ngày xưa, ở thời nhà Trần, vào năm 1285, lúc bây giờ Đế quốc Nguyên Mông có ý đồ xâm lược nước ta lần thứ hai, Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đã ra chiếu để tổ chức cái hội nghị Diên Hồng nhằm mời các vị bô lão trên phạm vi cả nước về để lấy ý kiến, hỏi ý kiến, xin ý kiến rằng chiến hay hòa đối với giặc ngoài xâm. Điều đó nói lên là các bậc đế vương ngày xưa hết sức coi trọng các vị bô lão trong những vấn đề liên quan đến vận mạng của đất nước. Sang đến thời đại Hồ Chí Minh, như chúng ta đã biết, sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước ở nước ngoài, thì Bác Hồ năm 1941 trở về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống xâm lược. Thì lúc bây giờ Bác đã ra lời hiệu triệu các vị bô lão để mà cùng nhau đoàn kết chống giặc. Bác đã chỉ rõ là nước mà mất thì các vị phụ lão có trách nhiệm phải cứu. Nước suy vi, các vị phụ lão có trách nhiệm phải phụ trì. Nước nhà hưng, vong, thịnh suy đều có trách nhiệm rất lớn của những người cao tuổi. Tôi muốn nêu hai ví dụ đó trong suốt quá trình lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc để thấy rằng bất cứ thời đại nào, bất cứ hoàn cảnh xã hội nào thì người cao tuổi cũng được hết sức được coi trọng và đóng vai trò rất lớn trong lịch sử của dân tộc. Cho nên ngày nay chúng ta lại càng phải quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, phát huy vai trò, vị trí người cao tuổi trên mọi lĩnh vực. Thưa ông, có thể thấy rằng hiện nay chúng ta chưa tận dụng được hết tài nguyên của những người cao tuổi, đặc biệt là các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước sau khi về hưu. Một số ngành nghề, lĩnh vực đặc thù, ví dụ như ngoại giao, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, bên cạnh vấn đề chuyên môn, kinh nghiệm, những cán bộ này có mối quan hệ trong nước, quốc tế rất rộng, có thể đóng góp rất lớn trong lĩnh vực của họ mà những cán bộ trẻ ngày nay không thể có được. Vậy theo ông, chúng ta cần làm gì để phát huy được những thế mạnh này của người cao tuổi? Mặc dù lâu nay đảng và nhà nước hết sức là quan tâm đến người cao tuổi và tìm mọi cách phát huy vai trò, vị trí của người cao tuổi, nhưng mà trên thực tế thì cũng còn nhiều lĩnh vực, nhiều cái thời điểm khác nhau, ở nhiều cái ngành nghề địa phương khác nhau, thì vai trò, vị trí, cái năng lực của người cao tuổi chưa được phát huy đúng mức so với cái tiềm năng vốn có của người cao tuổi. Tôi cho rằng đây là một sự lãng phí rất lớn mà cần sớm được khắc phục. Trong tình hiện nay thì để khắc phục cái những cái yếu điểm này, thiếu sót này, trước hết phải nói đến hội người cao tuổi. Hội người cao tuổi có sứ mệnh rất là lớn, đó là việc tổ chức tập hợp, phát huy, cổ vũ, động viên người cao tuổi hăng hái tham gia trên mọi lĩnh vực, tùy theo sức khỏe và điều kiện, kiến thức của mình, sự hiểu biết của mình. Đồng thời, hội người cao tuổi tôi rất muốn là phải hết sức là mạnh dạn, chủ động để mà nghiên cứu, đề xuất với đảng và nhà nước những cái quyết sách cần thiết và kịp thời nhằm phát huy cho được tất cả những tiềm năng vốn có của người cao tuổi trên mọi lĩnh vực. Người lớp trẻ có nhiều khi rất nhiệt tình, hăng hái nhưng lại thiếu những cái bài học kinh nghiệm như cái giới có tuổi đó. Thì làm như vậy, tôi chắc rằng thế nước sẽ vững vàng hơn và công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc chắc chắn sẽ vững chắc hơn. Xin được trân trọng cảm ơn nguyên chủ tịch nước.